Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm những lực lượng nào? Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người chỉ huy cao nhất trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, còn Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân. Về nguyên tắc, hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước và sự quản lý thống nhất của Chính phủ, đồng thời tuân thủ hiến pháp, pháp luật và điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên. Cũng theo luật quốc phòng, thì những trường hợp được sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân gồm có: một, trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thực hiện theo lệnh của Chủ tịch nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Trong thi hành lệnh thiết quân luật giới nghiêm thực hiện theo quy định của luật quốc phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Trong tình trạng khẩn cấp do thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm hoặc tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp và quy định khác của pháp luật có liên quan. 4. Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia và quy định khác của pháp luật có liên quan. 5. Khi tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Và cuối cùng là khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia phòng chống khắc phục sự cố, thiên tai, dịch bệnh, việc sử dụng lực lượng vũ trang do Chính phủ quy định.